Vâng, lời đầu tiên cho em xin được gửi lời cảm ơn tới Tổng Giám đốc Võ Anh Nhung cùng anh Nữ Gôn Mát đã dành tặng cho em một món quà rất tuyệt vời này. Và hôm nay rất là vinh dự khi được đứng tại đây để nhận cái phần thưởng này của mình. Mong rằng là thời gian tới khi mà thời gian tới sẽ có bản thân sẽ luôn có đủ trí lực để có thể góp phần xây dựng một phần nhỏ của mình để giúp cho em những con mắt nó phát triển hơn, giúp cho các con có kiến thức ra ngoài dễ tốt hơn. Và cuối cùng thì em cũng xin được kính chúc cô giáo Võ Nhung cùng toàn thể các thầy cô giáo và anh những con mắt một ngày 20 tháng 11 thật vui, hạnh phúc và ý nghĩa. Chúc cho anh những con mắt ngày càng phát triển vững mạnh ạ. Mình và Goldmark đã cùng đồng hành một thời gian gần 4 năm và cho đến bây giờ mình đã chứng kiến được cái sự trưởng thành vượt bậc của Goldmark. Mặc dù đã trải qua cái rất là khó khăn nhưng mà mình đã được chứng kiến sự mạnh mẽ, bản lĩnh, kiên cường và trưởng thành trong bão tố, giống hệt như tính cách và con người của chủ nhân của nó là chị Vũ, chị Võ Thị Kim Nhung. Mình rất là khâm phục người phụ nữ giỏi giang, đẹp cả tài lẫn sắc. Và mình luôn với chị làm cái tấm gương để cho mình vươn lên cả trong công việc lẫn trong cuộc sống. Hello everyone. It's been another year in the London Air to celebrate Teacher's Day. And it's been a long ride from with me to vet and now to Goldmark. It's been a long, long year, and I thank my boss here for always taking our time to celebrate and sing. Yes. I mean, the love is too much, the gifts and the appreciation. Thank you so much, and God bless Goldmark. And God bless you all for coming to celebrate with us. Thank you so much. Okay, thank you. Mời quý vị ở bên dưới trồng tràng vào tay thật lớn được không ạ? Đến từ các... Giải nhất của chúng ta là một bàn là hơi nước có trị giá lên tới dưới 100 triệu đồng, thưa quý vị. Ok ạ. Và xin được mời một anh Hoài ạ. Anh Hoài ạ, anh Hoài qua đây không ạ? Xin mời anh lên sân khấu và xin mời anh lên giúp ban tổ chức. Anh ơi, anh cũng có một mã số may mắn anh cho đây rồi đúng không? Không, anh rút vào túi. Rồi, ok. À vâng, là anh rút vào túi rồi, đưa vào túi. Em bảo anh đưa vào túi. Mã số may mắn của chúng ta là một mã số có hai chữ số và số cuối là số mấy anh Hoài nhỉ? Tổng hai số là mười. Quý vị đây có ai có mã số tổng hai số là 10 giơ tay cho cao tay luôn em ạ. Và mã số cả hai số đều là số chẵn ạ. Số chẵn luôn. Anh ấy bật mí. Cả hai số đều là số chẵn. Vâng, xin chúc mừng những người có ai mang số 28 ạ.
bồi hồi quá lắm ạ. Chị luôn em ạ. Vâng, chị có thể đọc tốt ạ, số may mắn lên giúp em được không ạ? Số 20 là số của em ạ. Ôi, 20 nhé của chị nhé. Quý vị khán giả đấy nhá. Chị đã chào quý vị khán giả bằng tay là hoàn toàn là không có gì nhá. Ôi ôi, này mày thế. Em vừa chưa gặp trường hợp nào lên bốc thăm bắn thường luôn. Ok, xin được chúc mừng chị ạ. Và chị có thể giới thiệu chị tên là gì được không ạ? Vâng, xin chào tất cả các anh chị ạ. Tôi là Lina Hương. Hiện tại là cũng là phụ huynh một học sinh của chị Nhung, cũng như là cũng là một thành viên của BNI Power. Rất vui là hôm nay được chị Nhung mời đến đây ạ. Và cảm ơn các anh chị, và không ngờ là mình hút up chúng mình đâu ạ. Bởi vì em nghĩ là hôm nay là ngày 20 tháng 11 và cái số 20 của em chắc chắn là may mắn, và may mắn thật ạ. Vâng, cảm ơn các anh chị. Và xin được cảm ơn, chúc mừng chị Nhung, và xin mời Miss Nhung của chúng ta và chủ tịch tổng giám đốc của công ty cũng như là giám đốc của Goldmark sẽ có một phần quà dành cho chị Lina Hương. Chọn cho mình một dụng cụ để chúng ta sẽ chơi. Vâng, chọn cái tăm nào thật cứng, thật dai đúng không? Còn hai cái luôn. Khó hơn đấy. Quý vị ở phía dưới nha, các fan của đội Panda đâu ạ? Các fan của đội Panda đang ngồi ở đâu ạ? Cho thấy cánh tay của fan của Panda đi ạ. Ôi trời ơi, đông quá. Ok. Đội này là đội Panda đã sẵn sàng chưa? Are you ready? Okay, are you ready? Sẵn sàng chưa? 3, 2, 1, bắt đầu! Bấm giờ! Cố lên nào, cố lên! Panda là win, win! Rock one. Đây là mọi người sức khéo đấy ạ! Vô cùng khéo léo, phối hợp thật ăn ý đúng không ạ? Cố lên nào, nào cố lên nào. Trong này cái việc bố trí đội hình khoa học rất là quan trọng nhá. Người đầu tiên phải xuất sắc.
hơn những người khác để có thể lấy được cái chiếc xu từ trên chiếc đĩa của mình. Chật vấn vương không dứt vì cái thời